Nhiều ngày trở lại đây, giếng nước của nhiều hộ gia đình sống tại thôn Đắc Lim, xã Đắc Hơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã xuất hiện mùi lạ, nghi là mùi của thuốc trừ sâu, khiến cho người dân cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng. Giếng nước của gia đình anh Huỳnh Thanh Phong nằm cách nhà gần 100 mét. Dù không có bờ rào, nhưng giếng được bịt kín bằng bê tông và được khóa cẩn thận. Theo lời kể của anh Phong, giếng này được anh đào từ năm 2016, nguồn nước dồi dào sạch sẽ. Lâu nay, gia đình anh và 4 hộ dân khác trong thôn vẫn sử dụng nguồn nước để nấu ăn và dùng sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng sáng ngày 2 tháng 1 vừa qua, trong khi bơm nước lên bể chứa, anh phát hiện trong nước giếng có mùi lạ. Khi đi tắm, thấy mắt bị cay, da bị nổi mẩn đỏ và ngứa. Kiểm tra giếng, anh phát hiện nắp giếng có dấu hiệu bị cậy, khóa bị kẻ gian phá hỏng. Trong khi bơm nước giếng lên thì nó có mùi hôi thối tanh mà mùi lạ. Bơm lên thì rất là đục và nổi bọt, mùi nồng nặc khó chịu. Tất cả mọi giếng xung quanh đều bị như vậy hết. Không chỉ riêng giếng nhà anh Phong, mùi lạ đã lây lan ra 8 giếng nước khác của các hộ dân lân cận. Điểm chung, tất cả các giếng này đều là giếng đào. Điều này khiến nhiều gia đình ở đây cảm thấy vô cùng bức xúc và lo lắng. Nguồn nước nhà mình đây là nó ô nhiễm đấy, mà mình bơm xả là khoảng gần chục ngày nay rồi. Có nghĩa là từ ngày nó bị đến giờ là gần như ngày nào cũng bơm xả. Để làm sao đấy thì kiếm nước sạch nhưng mà nó không được. Suốt từ ngày đến giờ luôn, ngày nào cũng như vậy không à. Hiện đang bước vào mùa khô, nguồn nước tại khu vực Đắc Ơ khá khan hiếm. Từ ngày nguồn nước sinh hoạt duy nhất của gia đình bị ô nhiễm, cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân bị đảo lộn. Nhiều người chủ động tẩy rửa bằng cách bơm, hút để thay nguồn nước mới, nhưng vẫn không có kết quả. Mua nước từ các đại lý về sử dụng là cách duy nhất mà các hộ dân nơi đây có thể làm. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Công an xã Đắc Ơ đã phối hợp với Công an huyện trực tiếp đến hiện trường, tiến hành lập biên bản và lấy mẫu nước đi xét nghiệm. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.